hết cho mũi phải không? Mơ có bớt bớt không một chút rồi mày ơi. Mơ mà... bớt. Thấy tụi bay lao sao mấy cái vụ này quá, thì cái bữa nay thì nghe mấy cô gái Việt Nam mình rất là hay. Đúng rồi, quay lại vấn đề đi, được á. Có làm tới vụ này con cái. Mấy đứa gái bố không á nha, nguyên đội bóng là toàn gái bố không á, bố làm sao bố làm. Mang lại là đó đó. Ngày đi. Ngày đi. Bà ta sao mà đồ ăn bo bo chứ lại một không mà đồ quá nghe nó nói gì tiếp đá ghê mẹ mà sao đá ghê vậy tao khục biểu chắc nó chơi rút pin quá đồ quá à bác đó có đó rồi dù mà thắng bại gì nó cũng chửi chứ đồ thắng theo nó chửi theo thắng mà bại nó cũng chửi theo bữa bây giờ đứng theo phía rồi quỳ giống kiểu gì mấy cái cha bà mà không thích Việt Nam mà nó ố chuyện gì đồ mẹ đá thắng Đài Loan mà làm gớm đồ này nó chửi gì rồi à, tao cũng nói một câu rồi đủ mày. Dạ mày. Mò, không rồi đủ mà tao có đá dữ quá biết là đủ. Ghê thiệt, quá tao sẽ tốt lận mới sống đủ quá vậy. Thứ nhất là thứ hai nữa là đủ bốn năm cô gái này đeo cái lũ đủ quá mà lũ không gãy nữa mà đủ quá sao đá dữ thiệt. Tao không hiểu chắc là đột xuất chắc vì tao hứng đột xuất thì sao tao không biết được. Thì cái này đá này nói chung là nó cũng cay dữ lắm rồi đó. Có nghĩa là từ xưa giờ nó cứ xí xó vậy nó cái giống giờ nãy bố nghe là ngày xưa tới bây giờ thì cái từ ngày mà Việt Nam mà mình cái bóng đá nó khởi sắc á thì cứ gặp đủ Ấn Độ gặp Thái Lan gặp Mã Lai là Việt Nam mình e dè không thể làm cái sự mà cái người rồi. Dân nó cái ao nó cầu thủ người dân họ đúng cái là đủ nhất là mấy cá độ đủ thôi không có cá đủ cái loại khác không theo không bắt kèo không bắt kèo đủ có Việt Nam đá hay là không bắt kèo đủ bắt sao cũng chết chứ lại thấy vậy nhưng bây giờ cái chuyện nó xưa rồi thì mình nói như vậy để mình hiểu rằng mà cũng nhờ những người huấn luyện viên Việt Nam mình chưa đủ sức những người huấn luyện viên chưa đủ sức để mình dìu dắt thì mình bướng huấn luyện viên nước ngoài cho cái chuyện bình thường thì cái nói cho bạn nghe cái chuyện mà bướng hoặc là những người huấn luyện viên mình không nói huấn luyện viên bóng đá mà mình nói toàn thể kể cả nước Mỹ vậy tất cả những cái doanh nghiệp mình lớn nhà như là Google, Facebook hay những cái gì hầu như là những cái manager, những cái phó giám đốc, những người điều hành toàn người nước ngoài không đâu có người thằng nào bị trắng đâu. Mày biết thằng Microsoft mà là thằng nội con mà sếp của việc này ấy là con nó người Ấn Độ rồi cũng mình khó vậy. Người ta có tài là muốn tốt hết cái độ mà cho qua riêng gì mà tụi này nó ngộ lắm hai cái Việt Nam mình làm được xí tưởng gì muốn người nước ngoài ta nghe lại có thằng nó vô chọc chọc vậy cũng đủ chị xin Nguyễn chị xin Nguyễn có nhiều người cười như là mày có tiền bứa hay là không phải là cái chuyện đáng nói chứ còn rồi mày không có tiền còn mày đu mình nó chó gì ở đây Việt Nam mình nó coi như là 13 cầu thủ Việt Nam mình 13 người cô gái này rất là dũng mãnh và chưa có người nào mà mang quốc tịch nước ngoài hết trong khi đó các nước khác cả như Trung Quốc cũng vậy nó đu toàn nhập tịch không con cái thứ này một cái điều là cái điều rất là hạnh diện tăng đôi nhân đôi lên bởi vì đó là chúng ta đá cho dân tộc chúng ta đá cho màu cờ sắc áo nó không có dính dáng gì đối với ngoại bang cả trong khi đó thì Đài Loan Trung Quốc nói chung tất thành tật thậm chí những mấy cái cầu thủ mà nổi tiếng thế giới như Marcelino là kia là hầu như đúng như Brazil là các cái hầu như cũng có yếu tố là nước ngoài nữa đó rồi thì nói chung là vậy thì cái hạnh diện mà nó nhân đôi là ở chỗ là 13 cô gái vàng rồng mà mình nói vậy cô gái 24 nó không mang một cái hơi hướng gì của ngoại bang cả đó là điều rất là hay mình không được tao tính là bữa nay có gấu ở nhà cho nên nó không có chuyện là tao bệnh đó cho nên là không có lớn tiếng được rồi lớn tiếng không có được chứ rồi đã tao tính lên dạ mà mới bữa nay muốn nghỉ nhà hả mới nay nghỉ nhà đâu ra nhà hàng hả bệnh không nghỉ nhà nó không phải là bệnh nó không bị phải không phải là nhiễm virus nhưng mà bị ngày hôm qua chắc là lại sao á tự nhiên con cúm mùa nó bị sốt rồi nước mặt nó sót nước mặt cái mũi là chai sổ mũi nhức đầu đó là có gì là bị cúm mùa đó thì uống thuốc rồi bữa nay nó bớt rồi chứ còn cái chuyện là kia tao đã chích ba mũi rồi mình nhớ lớn tuổi rồi mình cũng thận trọng với về sức khỏe thì thủ giữ thì nói chút về cái bóng đá mình hôm nay thì coi như tất cả mọi người dân đều vui mừng cái điều đó mình không có tranh mình không tranh cãi là bởi vì hầu như những đêm đêm qua đá bên đó là mình đêm bên này đá 2 giờ sáng 2:30 sáng thì tao ngủ mẹ nó mất người ta đâu có theo dõi đâu bây giờ không biết làm sao mà để coi lại
bắt đầu là hơi coi lại không à, tại vì nếu coi mà trực tuyến á, rồi coi trực tiếp mà hồi hộp không, thứ nhất là thứ hai là nhau coi ba đá banh á, mà coi ở Việt Nam thì nó mới hào hứng, nó mới vui, đúng rồi, chữa chén có có không một quán khí. cà phê có hàng trăm người hồ rêu tự nhiên, có một cái clip rất là, ta có một clip cũ để ta đăng lên, đó là năm 2019 bố về năm đó thì có cái của cái vương vương quốc cúp đâu, đó là lá SEA Games hay gì đó, trời ơi thiên hạ ì xèo, cũng mấy quán nó hò reo nó nhảy nó múa, là tự nhiên con người mà thấy nó nôn nao, mình có vẻ nó hội mình nhập cuộc luôn, mình nhập cuộc luôn. Còn ở đây tao độc thân có một mình ở nhà, có hai thằng già phải đi làm, tao một mình như cái tivi mà đã khuya nữa ngủ mẹ rồi, coi nó không có không 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 hứng thú gì. Cái điểm nhất là điểm thứ hai là tao đặt không hết trước, tao nói là tao sợ Việt Nam thua, tao bảo đảm mày, tao coi lại không à, mà tao coi cái trận nào Việt Nam thắng tao mới coi, Việt Nam thua tao bỏ qua bên. Con người tao nó hay đọc bài chứ đó chút cái cực đoan của nó chứ, bởi vì sao không có không 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 có gì vinh dự, không có gì buồn cho mặt được, bởi vì tao thua cả cho nên tao không có mỏi, tao đâu có ngu mà đập tới buồn, tao phải làm vui thôi. Nói vậy ra cái trận này tao phải coi lại, mà tao không biết coi lại ở đâu, tụi bay có tụi bay đưa cái link qua tao coi lại từ đầu coi sao. Thì toàn thôi bỏ qua cái vụ đi, thì cái cũng cái đây là toàn dân là tao không muốn bạc tới, mà không cần đăng ra đăng status nữa, bởi vì tôi lên trên Facebook và tôi ra trời tôi sao tút thì nó quá trời mấy chục đứa, đứa nào fan chú bố cũng đưa lên hết trơn, gọi là đủ, nó hầu như là đưa hết kính với mấy tôi thường kính rằng mình cũng không cần là phải đưa lên nữa, mình nói là mọi người là mình vui với lại đất nước tuyển thủ Việt Nam mình, nhất đặc biệt là nữ nha, thường thường nó buồn cười chỗ nè, nam thì có chuyện bình thường cái gì cũng vậy, nam cũng là bình thường bởi vì xích vài giai đoạn mà gánh vác lên xong hoặc là cái gì đương đầu với thế là nam thì cái chuyện bình thường, nhưng mà bây giờ nữ mà lại ghê, từ xưa giờ nữ chưa vào World Cup lần nào, nhưng cái kiểu này là nam mới về, tao nói tao tao mà làm rồi thủ tướng nè, tao bắt mấy cầu thủ nam quỳ xuống ruộng má đưa bông hồng cho mấy cầu thủ nữ này, cái này cũng giống như kiểu như ông Nguyễn Thị là tôi làm không được chị làm được, ok kiếm chị đó hoa hồng đồ là khái đúng rồi đúng không đó, à. anh không vào được mà tôi vào được, tất nhiên là tôi là nữ tôi vào được, tôi coi như anh ê càng rồi, nói là nó vui vậy thôi, chứ còn cái chuyện mà ở đây nó còn có nhiều vấn đề đó. Bởi vì nói gì thì nói cái đất nước Việt Nam mình chỉ là cái nền bóng đá Việt Nam nó mới khởi sắc đây thôi, chừng khoảng chừng chục năm nữa đây thì không bằng những cái đất nước mà đã có cái tiềm năng và sức mạnh từ lâu, chẳng hạn như là Nhật chẳng hạn như ở kia thì thôi mình không bàn tới, nhưng bây giờ thì mình thấy là Việt Nam mình bắt đầu khởi sắc và có thể là năm sau nữa là có thể năm vào chỉ bình thường thôi, mới cả mình bỏ qua cái chuyện đó đi, thì giờ bây giờ mình nói chuyện về nghệ sĩ, ta không hiểu nữa, ta cũng không mới đây ta không biết mà có một thằng nào nói gì đó. Có một clip nó nói là Đàm Vĩnh Hưng sau khi cái chuyện bên trên Đà Lạt xảy ra rồi thì nó bỏ luôn, nó về Mỹ rồi, không biết có thiệt là không, hoặc là nếu có thiệt thì trước khi về Mỹ nói cái gì đó lại hay vậy, tôi nói được rồi cũng cách đây 2 3 ngày bố làm như con cái like, khi một người nghệ sĩ mà không được dân chúng mà không được người dân họ đó đón nhận được ha, thì cái đây không không phải là mới mẻ gì mà ta đã đứng chứng như này rồi, rất là nhiều người ca sĩ và những người nghệ sĩ họ biết họ cái sự nghiệp của họ không không tiếp tục được nữa, là bởi vì thứ nhất là coi như là về giọng hát nó xuống nè, tức là nhiều đủ đủ trò hết á, chứ nó không có cái gì, có cái điều là tức như vậy họ không biết tự lượng sức mình là họ chết thế thôi, thì cái hậu quả bây giờ thì ta thấy hình như Đàm Vĩnh Hưng nè, Đàm Vĩnh Hưng đang mắc phải nhiều trò đủ trò hết trơn rồi, nó cũng một cái thời vớt vát lại rồi xong rồi coi như là dớn dán lại không để ta tắt cái Facebook này được, má nó làm tao phân tâm, tại trên này đứa nào post lên trên TikTok á nó có gì cái chiêu trò nó làm tao phân tâm, thì hầu như là làm cái nâng thứ nhất Hoài Linh thứ gì thứ chung là những cái mà ta phải hiểu, ta phải bày mà cái buồn cười này, cái người nào mà bà Phương Hằng mà réo tên là thằng đó rất là rất đại, đây là rất đại với công chúng chứ không phải rất đại gì cả, không tù tội đúng không rồi bị bậy, cái lòng tin của người dân
hồi xưa ví dụ như cái một thần tượng thì 100%, bây giờ ta quay lưng ta bỏ đi, nó thẳng là vậy. Thì ở đây có mấy cái clip mà tụi nó đưa ra từ chỗ ở Đà Lạt, thì leo qua cái máy móng à, ghế trống quá trời luôn, có nghĩa là có nhà thất thu thất nghiệp, cái chuyện nó thật sự vậy không. À, bởi vậy tôi nói mình nghe cái từ trái vé kiểu hay buồn cười, à, nó cái buồn cười kiểu cái từ trái vé luôn, cái từ trái vé, và đúng là trái vé thiệt, về đốt mà đụng nó mua xong có đốt nữa, đâu có được coi đâu, thì thôi đó, mình cái chuyện nó không bàn cãi. Thì tới giờ này thì cũng còn những người rất là buồn cười, có những thằng mà đau thương ở trần lên mạng rồi mà là cào khóc rồi khóc lóc các cái rồi. Bây giờ có một nguồn tin có cái thằng mất dạy đồ má nó đổ thừa cái vụ kích cóc, ta đây là nguồn tin không kiểm chứng nha. À, nói trước là mới lên ta mới cái thằng nào mà cái thằng quỷ chu hoàng này nó đi tới đâu là đủ, nó tới đâu tôi đi tới đó thì mẹ nó đổ khóc. Nhưng cái thằng quỷ thường duy nhất là đủ, mà tự nhiên có thằng lên đen nghe gì thằng ở Pháp một mối thằng lên đủ thừa là nó má à. đứng đứng sau lưng cái vụ tít 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 tét á, đủ má là thủ tướng là vợ gì phó thủ tướng là của Đức Đam đủ má nó muốn đủ thừa ai đủ thừa nó đủ nó buồn cười lắm, chứ có nghe thấy gào rồi gào khóc đủ buồn cười đó, tao thấy cái chát ơi là có nghĩa là mà không hiểu cái đầu óc tôi nó sao ơi đủ má mình nghĩ là bà. Rồi còn một bên thì có một thằng thì chúng thì riết là thấy nó chán ở chỗ là bây giờ nó làm cái kiểu như là bị mù, nó bị giống kiểu như là bị sao ta gọi là bây giờ quên nó điên rồi thôi, kia cho nên bị nó mờ Mua quơ vào vào đụng cái gì nó xỉa xói vậy thôi, nó không còn cái chúng gì chúng đúng không, quơ vào đại chúng gì chúng, chúng chặt thì chặt cả không quan tâm. mình không quan tâm, bố chẳng quan tâm gì Yeah. đâu rồi từ xưa giờ bố, bởi vì tôi này dốt lịch sử, khi anh muốn nói một cái chuyện gì anh phải được cái gì, anh phải có cơ sở, anh phải có điểm, anh phải có một cái cơ sở, rồi anh phải có giấy trắng mực đen, anh phải có đưa một cái luận chính xác thì người ta mới tin được. Còn nó bị vô đủ mấy giờ nó cứ đụng cái gì nó cứ đổ thừa chứ phủ hết đụng cái thứ gì vậy thì tao mới chán hết rồi, gì nó chán cái gì cái tao chẳng muốn nói chuyện tụi nó, bởi vì nó không đủ trình, nó thẳng là không đủ trình, cũng giống như kiểu như từ hồi xưa tới bây giờ đó bố bực lắm cái gì cũng vậy, nén mình dù muốn tâm lý mà ví dụ muốn không thì với cái xã hội cũ bố với là ông Phượng thì cũng có một thời gian mang mặc áo sắc phục của lính ngụy rồi cũng Yeah. đã đi ra cái chuyện đó là mình không 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 thể nào mình từ chối được, cái nào mình không thể nào là mình chối bỏ cái chuyện đó được, nhưng mà nó làm riết mà thì mực, có nghĩa là mình đã nhận đâu đó ở trong đó có cái gì sai, mà sai đây không phải là lính sai nhưng mà thực Yeah. chế rồi nó sai, mình phải trong mình phải điều đó nó thẳng mày thằng nào cũng như đó thôi, dù tao bằng lính tao không đi mua bánh mì tao không bị bắt thì dù thằng khác nó cũng bắt, không là khác bắt thì kia cũng vậy, tất cả người lính Việt Nam của nó không sao Bố bố nhưng bố bố theo bố này, bố vừa nói mối theo bố thế này nè, tức là cái luận điệu của những thành phần bên đó bây giờ bất cứ cái gì mà họ 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 không cảm thấy không hài lòng hoặc là nó xảy ra trong xã đúng hội, họ đều đổ họ quy chụp đúng cho là do chính đúng quyền, do nhà đúng nước, do đúng đảng, đúng chưa? Thì theo bố đó, cái đó đó là có phải là họ bị ám ảnh từ thời của họ không? Họ ám ảnh hay dẫn về, tức là họ sống cái thời của họ, họ là rõ ràng là giống như bố vừa nói đó. Thực ra là cái có thằng những câu già chuyện là mà người ta không có nói mấy Dạ. thằng này là những cái mũi chưa sạch của những dân mà đã ám ảnh cái gì, tụi này mà thuộc cái dạng kêu mà mới gọi là gọi như là cá nhân, cái tiêu thụ cá nhân và tiêu thụ cá nhân có nghĩa là cái gì mà quyền lợi của nó không được đáp ứng, cho Dạ. nên vì đó anh quơ vào thôi, chứ mấy thằng này biết cái thằng gì đâu mẹ đấy đấy nhẹ đấy biết tao lắm 50 tuổi biết của mẹ gì đâu ấy, có người ta nói từng nói mà rồi 50 tuổi trở xuống là phải học biện mẹ thì không đừng lên phản biện chính chủ, muốn phản biện là phải đọc sách phải đọc sử phải tăng, mà không cần phải đọc sách Việt Nam mà đọc sách quốc Yeah. tế cũng được, nó sẽ có người ta sẽ dẫn chứng ở đây á, tao đã từng nói là đối chiếu lại những cuốn sách những thước phim tư liệu của Việt Nam và của các nước khác từ Liên Xô từ Mỹ từ Nhật, tất cả những là tư liệu chiến tranh nó khớp với nhau, nó khớp với nhau Rồi. nên vì chỗ đó là mình hiểu rằng lịch sử là đúng, ở đây ta không ngồi ta nói nhiều ta chỉ thích cho một cái điều thế nó cứ đơn lãnh tụ mình ra chữ thì vậy, nhưng mà ta cho hỏi một câu thế cái lãnh tụ của mày tôn thờ là lãnh tụ nào thì
nó là nó gì là Cộng Hòa, cho rằng gì ok Việt Nam Cộng Hòa có được đặt tên nước, đặt tên được đặt tên đường mà 20 quốc gia ở trên thế giới, những người nào đó mình cho con họ biết nữa. Nhưng mà tao là người lính ra ngoài đây, nhưng mà tao biết là Cộng Hòa Nhân Minh được 20 nước trên thế giới đặt tên đường, kể cả Mỹ cũng có đặt tượng luôn, đặt tượng luôn, ta đặt tượng. Hỏi mày nghĩ sao? Ơ rủ má mày bò đỏ, rủ má mày, rủ cái chửi à, tự nhiên sao cái chửi à? Không kêu mày trả lời, chứ tao không kêu mày chửi, thì vậy. Mới mà rõ ràng, rõ ràng, ơ, cho nên họ không có kiến thức và họ không hiểu gì lịch sử cả. Thì tao hỏi mày ví dụ như tao ví dụ đặt được họ, tao lên những đàn, tao nói được gì, nói bây giờ, tao đâu có biết mẹ gì đâu nói. Rồi có rồi mình nhiều cái dẫn chứng cũng giống vậy. Tao coi lại cái clip mà tao với mày nói chuyện gì hoặc điện thoại nói chuyện về cái vụ mà cuốn sách của Cao Xuân Huy đó. Cao Xuân Huy tự nhiên có một hai thằng ở vô nó nhảy vô bắt cầm gì ăn kích gì tụi mình ra cũng nói kỳ vậy trời, đồ mát mày ngon mày ngon rồi mày lên diễn đàn mày nói chuyện với tao không, tự nhiên nó không có cái gì để mà nói được. Mày nó biết là nó có nói gì đâu, đồ anh kêu tao về đồ mỏng mắt đen quá thì tụi mình lại mất mới mà thấy mở rộng cái sự nhận thức và cái sự kiến thức và cái sự am hiểu về người sự nó hoàn toàn nó mù tịt, nó không biết một cái gì cả, không biết một cái gì cả. Thật ra bởi cái đó tôi buồn cười lắm. Thì mấy bữa nay có đây có bữa nay thì cũng nói ngoài lề chút, đáng lẽ cái này cũng không nên nói nhưng mà bây giờ thôi sẵn cái chuyện là tôi nói. Cách đây hai bữa thì Trịnh Quốc Thinh có mời bố lên bố cũng giúp vui về chúc Tết của bà con Việt Kiều thì tao nói thôi để mình làm đi, tao bắn rửa chén thì vì đó tao phải ngừng xong rồi tao thấy tao hứa là có gì vui vui tao sẽ lên thì mấy ông mấy bà rôm rã bàn về cái chuyện Ngô Kỷ, tao chán quá tao không thèm lên luôn. Trời, bởi vì sao? Bởi vì đối với tao Ngô Kỷ không là cái đất con mẹ gì cả. Bởi vì mày hiểu đó, nó không có một cái gì gọi là mình bận tâm, bởi vì ông đốt cờ hay là không đốt cờ không làm gì cả không quan tâm, bởi vì quân Ngô Kỷ sống về từ thiện nha. Cho nên không có cần gì đâu, lập trường thì không có, sự biết sự sách thì không có, không biết một cái gì cả, rồi cái chữ động gì đâu. Để tôi nói cho bạn nghe, mình biết Ngô Kỷ đây chẳng hạn như tao lên tao nói thì kia thì vô tình mình bê a cho trả thôi, có mẹ gì đâu, mình không vô trả không xứng đáng. Rõ ràng là không nhá, mà đặt tên là chí phèo rồi đúng rồi. Tại vô tình tao không thích, tao không lên, tao thấy mấy bà nói mà thôi tao bỏ ra ngoài luôn, tao ở luôn, tao không làm lên nữa. Nói cho mày hiểu là nó sẽ sơ về Ngô Kỷ chứ là bởi vì cái nhân vật này từ xưa thì chỉ lớn tiếng thôi, có nghĩa lớn tiếng thôi, hô hào, nhưng mà thực chất đồ quá, không biết gì mày hết trơn. Đồ khổ vậy. Thành ra vì cái đó là mình không cần phải bàn cãi cái chuyện này, được mệt lắm. Tao đủ nhiều cái tao buồn cười, đủ nhiều cái mình tại vì lớn tiếng thì thường lớn tiếng thì là vì đó trong nước là họ nghe thôi, thực lực không có, kiến thức không có, không hiểu gì về lịch sử, tao nói rõ ràng giống như kiểu tao nói cho mày nghe lúc nào cũng vậy, nói chị Cộng nó ác lắm nè, kia với người tình tôi mà đủ phải anh dẫn chứng tôi biết thế nào như thế nào, anh dẫn chứng đi, anh chứng chứng bằng tư liệu, anh dẫn chứng bằng hình ảnh, anh dẫn chứng bất cứ cái gì mà sử sách nào nói là chị Cộng ác đi đấy, nhưng mà tao dẫn chứng được à, tao đưa một ngàn mấy ngàn cái hình tụ trên Google vô là luôn là chết ngắt liền rồi. Bây giờ tôi nói anh nghe, giờ anh kiếm một bức hình nào này mà ngược lại giống như từ xưa giờ chẳng có ma đã lừa tao chứ, một tấm cũng được không có đồ quá vậy mà tao ấy. Khổ vậy, tao không, tao thấy tao cũng không cần phải bàn cãi mà tao cũng không thèm để ý với cái nhân vật đó, bởi vì nhân vật đó đối với tao xoạc chúng bình thường, nó không có mẹ gì cả, không có cái gì gọi là ghê gớm. Cái hạn kia được mà ông Biden trung thất thời nhưng mà qua Việt Nam thăm thì còn ok, còn nói được, vì sao họ còn có tiếng nói, họ còn có thực lực, họ còn có tiền, đủ nó còn đủ thứ, còn ông này có cái gì không? Không, đúng rồi, có gì hết đủ quá. Đúng quá, vô giá trị, vô giá trị, rõ ràng không có cái gì mắc mới gì, tao một sen tao không cho, đủ ở nó còn có nhiều thằng khùng á, về đi tôi cho $100 đủ mấy ông hùng tiền vô mấy người ôm về đi, tôi mua với mấy ba trong về tào lao đủ mấy cái mẹ cái đủ mấy ông về cái cha mà cái đủ mắc mới gì tao, về không quan trọng, bình thường tao coi gì cái nhân vật này không có mẹ gì để phải nói chuyện cả, thẳng là vậy. Nhà đang yên con đừng về. Thì
thì không có hôm nay cái diễn đàn này thì chủ yếu là coi như là chủ yếu chúc mừng đội tuyển Việt Nam nữ đúng thôi, rồi. chứ còn cái gì cái bố chẳng bận tâm, bố chẳng quan tâm. Mày biết sở trường tao rồi, sở trường tao là tao vạch ra những cái thằng bố láo gió hàng ngày như là A Quy dụ chắc sinh bùi mấy thằng kia lên bà xạo nó có dám lên diễn đàn mày đâu, chứ còn còn không biết không đủ lên dặn hỏng cái mẹ thì nó hỏi vài ba câu hỏi đi thôi mà đừng có cứu chuyện cũ ra nữa, nó chuyện cũ đi giờ không có cũ sao có mới, không nấu cơm sao có cơm ăn, đồ láo đồ khổ mà chỉ từng đó việc này. Bởi vì tiền đài mày không nói đất nước tao thì ok tao không học nó, tao đính đính ra đây con nghĩ là mà hầu như tất cả người dân Việt Nam mình đều biết mẹ nó rồi, còn nói mẹ nữa. Giờ bà ghêu gào hết